Hello và xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui khi gặp mọi người trong video này. Hiện tại bây giờ thì mình đang ở round 2.4 và mình đang chơi với đội hình đó chính là ba quỷ mọi người nhá. Trận đấu này thì anh em thấy mình đang có một con Lulu cầm một giọt nước mắt ở đây. Và Lulu này thì anh em biết rồi, nó là một vị tướng ba vàng thuộc hệ ác quỷ và bí ẩn. Mình sẽ xem xét một chút gì đó là mình sẽ kiếm một cái ý tưởng nào đó để chơi cái đội hình này mọi người nhá. Xem mình sẽ chơi cái gì trong trận đấu này. Năm ác quỷ thì chỉ thiếu anh Zik nữa thôi. Một anh chàng Zik nữa là mình sẽ có đủ năm ác quỷ. Lulu thì anh em comment khá nhiều về việc đó chính là làm Lulu về kiểu ba sâu zin. Úi xồi ôi, tuyệt vời, ok. Mình cũng không muốn thắng nhiều đâu bởi vì tí mình phải cần kiếm cái trang bị như kiểu là BF hoặc là giọt nước mắt đó. Ui, ném kìa, Sinora còn rất là khó chịu nhá. Ui, cực kỳ khó chịu luôn. Bởi vì khi mà nó ném nó quăng lên ấy thì mình sẽ bị ảnh hưởng khá là nhiều. Nhiều khi những con tướng sát thủ ấy đã vào được mục tiêu rồi, vào đích rồi nhưng mà để gặp con Sinora nó ném một phát cút luôn. Nocturne này, Vayne, Lux, Sejuani và Lulu. Không có gì để lấy cả. Mình chắc úp kiếm quả đội hình rát vàng tiểu quỷ, à ác quỷ thôi. Phew. Khó chịu nhờ. Cái con Katarina này mà anh em mua cho nó một cái bùa xanh thì nó sẽ dùng skill liên tục luôn, dùng skill không ngừng nghỉ luôn nhá. Nó sẽ bay lượn như chim cái cảnh luôn. Đội hình kiểu đang hot như kiểu là bằng Kata, bùa xanh, găng mỏ thạch và một trang bị kiếm súng vậy đấy. Lên 3 sao thì kiểu gì trong top 4 mà thôi. Bất kể rank nào cũng vậy. Nếu như anh em mà có một cái đội hình kiểu Katarina mà độ anh em rồi thì anh em sẽ ở trong top. Khá là an toàn. Gì đây? Thiếu. Wow, đúng là một cái thiều ạ. Với cái thiều này thì mình phải kiếm thêm một cái trang bị, đó chính là một cái cung vũ hắc ám thì mình có thể kích hoạt được luôn, đó chính là một cái đội hình tiểu ác quỷ ạ. Ui, hai thiều luôn ạ. Hai cái thiều một lúc mọi người ơi. Bá đấy nhở. Hai thiều như này thì át hẳn mình sẽ phải làm một cái gì rồi. Hai thiều luôn. Bây giờ mình năm ác quỷ. Nếu như mà hai thiền này mình sẽ làm như kiểu là đội hình 9 ác quỷ cũng được. Đấy, 9 ác quỷ đẻ nó cực kỳ nhiều luôn. Để xem tương lai sẽ làm gì đây. Hoặc là những round đi chợ tiếp theo ấy mọi người, ở những round đi chợ tiếp theo mà có kiểu những cái thì hắc ám ấy mà khoảng tầm 2 round có 2 cái ấy, thì mình chắc chắn là mình sẽ có luôn, đó chính là 4 slot. Mà khi mà sử dụng X2 cái trang bị giáp thiên nhiên hắc ám ấy thì khi mà bị đấm một phát thôi là chúng ta sẽ bị trừ cực kỳ nhiều máu luôn, trừ rất là nhiều máu. Một cái điểm khá là tệ của cái trang bị đấy, tuy được slot X2 nhưng mà lại bị trừ linh thú, bị trừ X2 sát thương luôn. Người có khổ à, mình xử lý luôn đi. Lulu này, Bobby này. Ngày xưa lúc là xem mới ra thì anh em cũng khá là hay chơi cái đội hình đó chính là đường kiểu slow run tiểu quỷ á. Khi anh em chơi đường slow run tiểu quỷ thì anh em sẽ slow run tiểu quỷ, một đường khá là hay.
chúng ta sẽ có một hình rát vàng tiểu quỷ đích thực như vậy luôn. Yasuo cầm một kiếm này, Kalista này, Warwick cầm hẳn một trang bị quyền trượng. Nếu mà có Warwick mà x3 quyền trượng Dark Ma thì anh em sẽ có một cái con Warwick mà sẽ rất là nhiều máu nhé. Mỗi lần nó dùng skill nó được cực kỳ nhiều máu luôn. Ném. Trời ơi. Kalista. Ui. Khéo rồi, mạnh quá. Dường như những con lính được đẻ ra này không đủ để sát thương để tiêu diệt được các anh chàng Warwick này. Bởi vì Warwick mỗi khi dùng skill được cộng một chút máu nữa. Nội tại skill được cộng máu là cần kỹ, còn nội tại của cái trang bị quyền trượng đá ác ma cộng thêm máu nữa. Rất là nhiều máu. Vayne đang chơi đùi Vayne meta này. Dịch ném. Ui, một quýt nó cào kìa. Khó chịu lắm. Cái đội hình suy vong thì nó thiên về kiểu là sát thương giống như kiểu đội hình thần rừng đó. Suy vong cũng khá là giống với thần rừng. Nó sẽ được cộng một cái phần trăm sát thương gì đó vào người. Sát thương vật lý và sát thương phép thuật. Đêm mình sẽ lấy luôn cái cung gỗ ác ám mọi người nhé, để có thể kích hoạt thành một cái thể ác quỷ. Rồi một chút đây nào, AC ra nhiều quá nhở. AC tiểu quỷ. Nếu mà mình làm AC tiểu quỷ cũng hay, nhưng mà mình sẽ cho brand đó. Mình sẽ làm kiểu, bây giờ thì mình sẽ làm một cái ý tưởng, đó chính là làm Lulu 3 Sojin đi. Mình sẽ làm Lulu 3 Sojin mọi người nhá. Ở Lulu thì anh em biết rồi, kỹ năng của nó là hack, hóa đối thủ thành những con như kiểu là con bọ, con rắn, con rết gì đó. Thì mình sẽ chơi theo kiểu là... Chơi theo kiểu đó chính là Lulu 3 Sojin đi, để hack liên tục mọi người nhá. Ui, Duck cầm cuồng đao kìa. Rắc dù khỏe cái nào nhưng mà gặp con Lulu nó hack một cái thì cũng chỉ là một con vật bé nhỏ mà thôi. Em thấy không? Đấy. Thành con kia thành con cáo luôn kìa. Lee Sin này. Kama này. Brand này em biết rồi, Brand thì kỹ năng của nó thì nó sẽ kiểu mana của nó cực kỳ thấp nhá, mana của nó chỉ có 20 mà thôi. Vậy nên là kỹ năng của nó dùng rất là nhanh. Mình cộng thêm cái ác quỷ tăng tốc đánh của nó nữa cũng khá là ổn. Hack nào. Đấy. Và đặc biệt đó là khi mà con Lulu thì nó khi con Lulu một cái 3 sao ấy thì nó khi nó bước ra từ ở trong cái hố đen ấy thì nó cũng sẽ là 2 sao. Và kỹ năng của nó sẽ cũng là hack tiếp, rất là ổn. Nếu như mà đội hình ác quỷ mà khi mà bước ra từ cái trong cái hố đen đấy mà cầm thêm trang bị trên người thì đúng là đội hình ác quỷ trong đội hình cực lỗi luôn. Và mình nghĩ là sắp tới những cái bản cập nhật tiếp theo thì cũng sẽ nâng cấp hay là cũng cải tạo một chút về đội hình thôi. Phải thế thôi chứ mình thấy mấy đội hình hiện tại bây giờ nó vẫn hơi đuối mọi người, nó vẫn chưa được sự là bùng nổ cho lắm.
Cái nền này, hai cái nền luôn. Cung gỗ này mình sẽ lấy kiểu kiếm hắc ám đi. Kiếm hắc ám mình sẽ lắp một cái trang bị quỷ thư cho con Brand nhé, để nó khi mà nó ném thì quỷ thư nó dính người đối thủ, cắn máu đối thủ luôn. Ở Brand này, ok, lắp bốn Brand đó chính là quỷ thư, găng bảo thạch cộng một trang bị đó chính là giờ mà lon brand như thì cũng tầm hơi bình thường quá đúng không? Mình kiếm một giá thú vị nhất có thể đi nhở, mình sẽ làm. Lulu 2 sao luôn mọi người ơi. Kama này, Rai này. Con cái đó đội hình mà đội hình Thema ác quỷ mình đã làm rồi. Thema ác quỷ thì anh em đã xem rồi, mình đã làm một video về nó rồi. Thì khi mà con Thema mà nó cầm ác quỷ thì nó sẽ kiểu nhảy ra từ lò. Nhưng mà Thema 4 sao ấy thì nó xuất hiện ra từ lò sẽ là Brand ném bạn ơi, ném bạn ơi. Mình sẽ lấy đây, ui mất luôn cái cung gỗ ác ám rồi, đen quá. Mình sẽ lấy cái trang bị là chính là mình sẽ lấy một trang bị nhỏ, mình sẽ lấy kiểu một cái BF đi. Một cái BF của mình nhá. Rồi. 6 ác quỷ. BF thì mình sẽ lắp kiểu sâu zin cho Lulu mọi người. Mình mà lấy được cái cung gỗ ác ám cái thì ngon. Với cung gỗ ác ám ấy thì mình sẽ có thể kích hoạt được luôn, đó chính là một cái tiểu quỷ, một cái ác quỷ nhân tạo. Nhưng mà chắc chắn là những trang bị ngon thì sẽ bị người khác giành mất rồi. Mình không có cơ hội để giành giật được. Nên phải chấp nhận thôi. Gà lại gáy rồi. Nếu mà con Claire có một cái trang bị áo choàng lửa thì ngon hơn. Claire có một áo choàng lửa thì sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều.
Mordekaiser. Mordekaiser mà kiểu ác quỷ cũng hấp dẫn đấy. Một vị tướng mà có tốc độ đánh sẵn cao rồi, không có kiểu hệ quân đoàn rồi. Và ở cái mùa này thì không thể nào làm được như kiểu những cái mùa trước được. Mùa trước anh em có thể thấy mình có những cái đội hình bá đạo như kiểu là 8 thần rừng, 8 đấu sĩ, các kiểu đó là điều. Nhưng mà ở cái mùa này thì không thể làm được rồi. Bởi vì cái mùa trước nó có thần tài thì nó ra rất là nhiều trang bị Neko thì mới có thể làm được đấy. Còn ở cái mùa này thì lượng Neko, cái lượng mà thìa cực kỳ ít nhá. Ở cái hệ mùa trước thì thần tài có thể cho chúng ta khoảng tầm 6-7 cái thìa trong một trận đấu là chuyện bình thường. Còn hiện tại bây giờ thì cái điều đấy quá xa xỉ. Bây giờ thì mình dịch này, Brand này, Lulu, Sojin, BF. Lulu của mình bây giờ thì mới có khoảng tầm một cái Sojin rưỡi thôi. Và mình cũng đang muốn nó làm theo kiểu là chính là kiểu Lulu 3 Sojin mà. Nên là giờ kiếm cũng hơi khó đấy, hơi mệt. Hiệu round đi chợ 5.4 sẽ có một cái Sojin để mình kích hoạt được. Phew, hack liên tục. Hack. Mình còn thiếu Temo nữa, chắc lên level 8 tầm này thì Ron cũng Temo cũng ra nhiều thôi. Temo ở tầm này chỉ có là mình đã có tận 5% để ra tướng Temo 5 vàng rồi. Heimerdinger này. Lulu thì hơi ít. Giờ mình có 4 Lulu rồi thôi. Rồi ok, lên luôn rồi này. Bây giờ thì thiếu 3 Lulu nữa, kích hoạt Lulu 3 sao luôn nha. 3 bé Lulu nữa. Lulu Mordekaiser, Taric, Yasuo. Hôm nay đang có cho mình con gì đây? Ui, boom, nhảy một phát luôn kìa. Và có vẻ như kiểu lần này thì mình sẽ cho này tiến về nơi với kiểu rồi. Volibear cầm trang bị này thì cũng không ổn. Volibear kiểu một thà là chơi kiểu sát thương chí mạng, không sát thương chí mạng luôn, nó nhảy luôn. Với cả một điều nữa là con Volibear từ khi lên 3 sao thôi, sát thương 2k thôi, 2000 thôi. Còn những lúc mà 1 sao, 2 sao thì sát thương nó cũng không đáng để vui kiểu thế đâu. Vẫn thua. Nhiều khi ở level 8 này thì Ron cái tỷ lệ ra con Temo cũng hơi khó nhá. Lâu lâu thì nó độ rồi nó ra nhiều thôi, còn lâu nó không độ thì cũng hơi khó đấy. Victor này. Victor cầm mũ thủy này, Kayle cầm một chuẩn bị áo choàng tính lặng này. Mình sẽ lấy con tướng đó chính là mình sẽ lấy gì đây? Mình sẽ lấy cái Sojin đi. Ok. Tính lấy cái tái tạo kìa, hệ tái tạo nhưng mà thôi, mình sẽ lấy Sojin luôn cho tem cho con Lulu. Bây giờ thì Lulu của mình có 2 Sojin rồi. Và đang có nguyên thêm một cái, đó chính là một cái BF nữa. Vậy là bây giờ mình chỉ thiếu một giọt nước mắt thôi là đủ luôn. Bốn sáu ác quỷ và 4 ma pháp sư Kinneret này. Mình sẽ run mình nhá. Lulu chỉ còn một con nữa thôi. Cái nền 3 này. Lulu này. Lulu. Mình đang cần Lulu với cả là Temo nữa. Có Temo là mình kích hoạt luôn 7 ác quỷ luôn.
Draven kìa. Draven đồ chơi hẳn hò xét luôn. Bá vãi trưởng không? Xoáy kìa. Chuân đồ cầm cuồng đao luôn ạ. Ôi trời, đuổi ngã quỷ mà khó chịu lắm. Lulu nó hack cho thì đúng là không còn đánh được luôn, cho dù bạn mạnh thế nào, nhưng mà khi mà bạn biến thành những con của Lulu nó hack thì cũng chỉ thế là cùng một thôi, cũng không thể gây ra một lực lượng sát thương nào cả. Giác Lulu 3 sao luôn, ok ngon, Lulu lên 3 sao rồi. Bây giờ thì để xem nào, Taric, Lasur, Kindred, Nearly, Temo, ok tuyệt vời. Cuối được plan rồi, chúng ta sẽ có Temo luôn. Event mình sẽ thay thế cái event này nhá, bởi vì đội hình mình cần một cái độ thủ á, nên mình sẽ phải chơi những con như kiểu là tướng nó có độ thủ một chút, độ châu chó một chút thì mới ổn được. Hack Lulu ơi, hack bạn ơi, uầy, vèo con sấy kìa, một pha sấy quá chất lượng luôn. Ông này đang có cho mình con con Aphelios, nhưng mà gặp một cái trang bị quỷ thư của con Brand trên người nó ném vào thì cũng không phải hút máu đâu. Đồ rất đẹp, rất chuẩn luôn, nhưng mà cũng bất lực. Kiếm súng hết tách mọi người ơi, một cái kiếm súng này. Kiếm súng này cho Kennen hay là cho Temo đây nhở? Một cái kiếm súng mọi người ạ, một cái kiếm súng hết tách này. Bây giờ thì một cái kiếm súng này thì mình chỉ có một cái giật mắt thôi là kích hoạt được ba sâu zin. Nhưng mà nếu mà không có giật mắt thì mình sẽ lắp vào được cái gì ta? Một cái ấn chiến binh mọi người ạ. Một cái ấn chiến binh nhá. Bây giờ thì mình sẽ chuyển đồ cho Temo. Cho Temo cầm combo này thì nó sẽ rất là kinh khủng luôn. Mình sẽ roll một chút lên 2 sao luôn này. AC thật sĩ. Ok, này chắc nó sẽ cho Temo rồi. Brand thì được cái là nó sẽ trưởng rất là nhanh mọi người nhé, nó trưởng rất nhanh. Cái mana của nó chỉ có 20 thôi, nên nó skill cực kỳ nhanh luôn. Nhưng mà nếu mà để vào cho Temo thì nó sẽ ngon hơn, bởi vì nó ném bom ấy, diện rộng nó sẽ cầm quỷ thư chất lượng hơn. Lulu của mình thì Sojin thì đúng là bá đạo lắm rồi. Hack liên tục mọi người nhá, liên tục những cú hack. Rồi, top 1 thế nào? Top 1 gặp mình ẩn hành mà tôi. Đang có Ophelios đồ rất đẹp luôn, vẫn không thể làm gì hơn được. Mình mặc chuẩn có một cái trang bị cũ hóa cám thôi, là mình sẽ kích hoạt được luôn, đó chính là 8 ác quỷ mọi người nhá. Mình sẽ kích hoạt luôn game này 8 ác quỷ cho anh em xem. Ok, từ từ đến cái này đi. Nếu mà thua quá thì mình chuyển, còn không thua thì cứ để ý bên này được. Lulu, một vị tướng mà tạo nên tên tuổi bởi những cú hack, những cú hack đi vào lịch sử mọi người ạ. Dàn đầu của mình khá là khỏe, Kennen 3 sao thì tuy không có đồ đâu nhưng mà vẫn đẹp trai. Hay à, áo choàng tĩnh lặng này. Hack liên tục mọi người ạ, nhưng mà còn phải lốt kìa, bá đạo quá mọi người ơi, bắn kìa. Rồi ok, mình nghĩ là mình sẽ vẫn có thể, chờ. Bất tử đến thì vị trí của Kindred luôn ạ. Uầy. Một pha solo kill đến từ ai tuyệt vời mà khách đó không ạ. Khi mà chúng ta có 3 sao rồi ấy, thì những con tướng nở ra từ cái bãi đất chết này sẽ là đều là 2 sao. Và kỹ năng của nó thì như thế mà thôi. Rất bá đạo. Rồi, 26 máu này, hôm nay đang có cho mình Hacker Rim, hai thú tượng này, thú tượng thạch giáp bất hoại, một mũ thủy Rabadon, Warwick chuẩn bị 3 sao rồi, Vayne đồ này nữa. Event tái tạo. Thực sự mà nếu mình cho con Hemlinger vào thay thế con Brand thì còn bá nữa cơ. Rồi kỹ năng của Hemlinger cho anh em biết rồi. Một fast skill thôi là xương xương của tôi là cũng khiến đối thủ cũng há mồm rồi. Trời ơi, Brand quăng được khoảng tầm mấy phát thôi là đủ rồi. Uầy, Hecarim nó cũng đã trang bị này. Hồi máu kìa. Rất ghê gớm nhá. Đồ rất đẹp luôn á.
Nhưng mà bị con Lulu mình nó hack rồi nên là cũng không thể thở được luôn. Ok, bây giờ chỉ cần một giọt nước mắt nữa thôi là mình sẽ có 3 sâu zin cho vị trí đến từ Temo. Có thi mọi người nhá, có ác quỷ nhân tạo kìa. Oh my god, trời ơi. À này, cố tình chơi mình mọi người nhá. Ông này cố tình chơi mình luôn. Được gì phải làm thế bạn ơi. Thật sự là hơi quá đáng đúng không? Một người chơi mà phải nói là gọi là cho ta hơi ảo. Đâu cần thiết phải làm như vậy đâu. Suy vong giáp bóng tối này thì bút vô được hơi căng thẳng. Bởi vì sao? Mình mà bút cái ấn suy vong này vào mình sẽ được thêm 2 slot. Nếu mình thua game này thì mình sẽ chọn 2 ấn cho cái giáp bóng tùng tối vào. Còn không thua thì mình để im lại mọi người nhá. Vâng, và mình nghĩ thì không thua ông này, ông chơi bẩn quá. Không là mình sẽ có 8 ác quỷ rồi. Mà cho dù là ông này có lấy cái thế thì ông ấy vẫn thua mà thôi đúng không anh mọi người? Ê, cái trâu nhở. Ôi, trâu phết đấy mọi người ạ, không đơn giản đâu. Hack đi bạn ơi. Ui, trâu lắm bạn ạ, nhưng mà vẫn chết thôi. Chết đi bạn ơi. Một cái món trang bị mà phải nói rằng là khá là căng thẳng đây. Rồi ok, chúng ta có tái tạo thêm một slot nữa. Thêm một slot nữa vào chúng ta sẽ bóp đi. Phát này đấm mình phát mình chết luôn đấy mọi người. Nếu mà kiểu không may ấy, đấm một phát là chết luôn đấy. Bobby chuẩn bị 3 sao này. Ok luôn. Sổ đồ hình của mình bá quá. Tuyệt vời. Lulu của mình đang cầm như này. Combo rất đẹp. Và trận chiến này sẽ kết thúc tại đây luôn. Cảm ơn mọi người theo dõi video của mình. Bye bye mọi người. Tạm biệt nhé.